phúc thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người, yêu thương như gió và mây, từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến bất tận, thật đẹp biết bao, dấu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến đánh thức con tim ngủ mê bao ngày, thật bối rối mỗi khi em yêu hơn rồi, và ngày em đến dù tan màn đêm băng giá, ưu phiền cho tim anh tôi vẫn lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trong nhau anh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thắm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc.
tan biến như mây chiều, người biết trang tim tràn đầy men tình yêu. Tay trong tay rất diều, cùng nhau bước trong nhịp điệu, hôn ngất ngây ôi cuộc tình thêm nồng say. Hãy ôm nhau trong lòng, cùng với nhau tay trong vũ điệu tình nồng. Với môi hôn tươi hồng, tìm đến nhau cho nhau giấc mộng tuyệt vời. Ta bên nhau một ngày là vui sướng như trọn đời, cùng ngất ngây ôi cuộc tình thêm nồng say. Tay trong tay dập dìu, cùng nhau bước trong nhịp điệu, và trái tim ta ngập tràn bao dấu yêu. Ta bên nhau một ngày là vui sướng như trọn đời, cùng ngất ngây ôi cuộc tình thêm nồng say. Tay trong tay dập dìu, cùng nhau bước trong nhịp điệu, và trái tim ta ngập tràn bao dấu yêu. Nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi. Vô nè. Một,
đời này không có em thì anh đây biết xong làm sao yêu cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời, dù giật đôi sao giờ anh đây chẳng dối nửa đời. Ngọt bùi mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một, rồi mình tò te tu tí mai sau đón thêm đàn con. Em ơi anh thương em lắm. Là hai
trúc mai.
trai của tôi trước là được nhập gia, sau là được phép trình lễ. Sau đây xin phép hai họ cho được tiến hành. Và lời đầu tiên cũng xin được gửi đến thân tộc hai họ với lời kính chúc sức khỏe, lời chúc mừng hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Dạ, kính thưa quý tộc họ nhà gái, được sự thống nhất của hai gia đình thì ngày hôm nay là ngày 12 tây tháng 6 dương lịch năm 2023, cũng nhằm ngày 25 tháng 4 âm lịch năm Quý Mão, là ngày lành tháng tốt mà họ nhà trai chúng tôi đến đây xin được trình Phật lễ vật cũng như xính lễ cho cô dâu, và đặc biệt là xin cái lễ rước dâu và thịnh họ. Cũng rất vui khi quý tộc họ nhà gái đã làm việc chào đón họ nhà trai chúng tôi để tạo điều kiện dễ dãi thuận lợi để họ nhà trai chúng tôi được nhập gia để trình qua phần nghi thức nghi lễ. Tuy nhiên có câu nói nhập gia là phải tùy tục phong tục tập quán mỗi nơi mọi khác. Về phần nghi thức trong buổi lễ du quy hôm nay, rất cần sự hỗ trợ từ phía họ nhà gái, đó là ông ngoại, nội, ông ngoại cũng như là tất cả họ hàng thân tộc và nhà gái để góp ý cho tạo buổi lễ thêm phần tốt đẹp. Hai lời nhà trai rất cảm ơn quý tộc và nhà gái và xin dành một tràng vỗ tay để chúc mừng hai họ. Dạ, chút nữa. Sau khi đã xin được phép thì bây giờ xin phép quý tộc họ nhà gái cho họ nhà trai chúng tôi tiến hành phần lễ trình là gọi là quà vật cũng như là lễ vật dâng lên của quyền thánh tổ. Vì người ta nói là người chúng ta hay có tổ có tâm, như cây có cội, như sông có nguồn. Về phần dán liễn thì hôm qua chú rể đã qua làm lễ giao hiếu nên liễn đã được dán rồi. Hôm nay họ nhà trai chúng tôi có lễ vật sang để dâng lên cho phủ quyền, trong đó gồm có 12 mâm quả. Trước tiên có lễ lộc, đó là mâm đèn và chầu cao, người ta thường gọi là lễ lộc đó. Tất cả những cái lễ vật khác gồm có rượu, trà, bánh mứt, trái cây, đồ hộp, đặc biệt là có một cái đùi heo sao. Như vậy thì người ta nói đám cưới phải có đùi heo sao, có đuôi, gọi là có trước có sau. Thì nay họ nhà trai chúng tôi đến đây xin được trình qua với tập họ nhà gái và cũng mời chú hôn đến để nhận một phần lễ vật này và dâng lễ cho phủ quyền, thắp cho phủ quyền nén nhang để thỉnh phủ quyền chứng minh cho ngày lễ. Xin được trân trọng kính mời. Cho ngày lễ hôm nay họ nhà trai sang có chuẩn bị tất cả lễ vật gồm có 12 mâm quả, trong đó có trà, rượu, bánh mứt, trái cây và đặc biệt đùi heo sao. Nguyện của quyền về đây để chứng minh Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi để em cầm cho rồi anh chị đi em rồi sau đó anh chị cho nhà rồi đi anh chị đi cái đùi heo đó nhớ góc thịt hay ngon. Ừ. Cái chặt nghe. Em vô đây rồi kính thưa họ, sau khi chủ hôn họ nhà gái đã nhận phần lễ vật cũng đã thắp nhang cho cụ quyền, nay cụ quyền đã chứng minh. Sau đây xin phép quý tộc họ nhà gái cho khai hiệp chúng tôi được di chuyển vào trong là đến phần trình họ, đó là trình xính lễ. Nay mời ghế phụ mình nhà trai chúng tôi phải có phần xính lễ, trong đó gồm có nữ trang, trang sức cũng như là tiền phong dụng hay còn gọi là tiền phụ trợ để phụ cho họ nhà gái trong buổi lễ du quy hôm nay. Và bây giờ mời họ nhà trai mình mời chưa phải đợi người này nữa nè, em quay trước em phải đợi người này. Trước tiên xin được trình với tập họ nhà gái, tất nhiên là hôm nay họ nhà trai chúng tôi đến đây là phải có cái duyên cho cô dâu, đó là người ta gọi là cái đôi hoa tai hay còn gọi là đây là đôi bông phục sòn, đây đôi bông phục sòn nha. Đó là cái duyên của cô dâu mà hôm nay họ nhà trai chúng tôi đến để sắm duyên cho hai cháu. Tiếp theo đó là một cặp nhẫn hộp sòn, cũng gọi là nhẫn cưới đó. Thì còn về phần các nữ trang khác cũng như là dây chuyền lắc hay gì đó thì cũng xin phép quý tộc họ nhà gái lát nữa cô dâu về với nhà trai thì họ nhà trai chúng tôi cũng rất là nhiều quà để gửi cho cô dâu nữa. Còn xin thông qua hai họ về phần tiền phụ trợ như hồi nãy đã trình thì tất nhiên là đã gửi rồi nhưng mình cũng phải xin phép thông qua cho hai họ được biết. Thì dành tiền phụ trợ thì đó là 40 triệu và cũng cô dâu 10 triệu để sắm đồ để về nhà chồng. Nên đã có gửi rồi cũng phải trình cho hai họ được biết. Như vậy thì xin thông qua hai họ về phần xính lễ hôm nay và mời chú hôn. Chúng ta sẽ bắt đầu dẫn cô dâu ra đây để đeo bông rồi cùng trao nhẫn. Thank you.
trái tim anh yêu mình em. Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh. Ở bên em rất ngọt ngào và hạnh phúc đến như nào. Chỉ ước mong cho thời gian ngừng chốn đây. Cầm tay anh ta sẽ đến nơi bình yên. Mùa đông sang anh sẽ sưởi ấm trái tim. Dẫu phong ba vẫn bên người, dù ngày mai vẫn đổi sao rơi, vì chúng ta sinh ra là của nhau. Và anh muốn hát lên thật to, hát vang rằng anh rất yêu người. Cuộc đời anh rất may mắn khi bên cạnh em. Mùa xuân sang anh thưa mẹ cha, để tình ta nên nghĩa vợ chồng, vì chúng ta sinh ra là của nhau. Kể từ đây trái tim anh thương về em, mình cùng nhau sẽ vun đắp ngôi nhà hạnh phúc. Đàn tre thơ sẽ ra đời và đầy ắp những tiếng cười. Hạnh phúc gian đơn chỉ cần vậy thôi. Xâm bày hay còn gọi là hòa minh. Chính vì vậy để cho cái đức của hai cha dành cho con thì sau đây mời chú ông hai họ chúng ta thắp sáng đèn long phụng cho hai con được tình duyên đốt bên hai duyên thắm. Dạ rồi. Đó, cảm ơn cái mặt đó ra đây. Rồi tình duyên thắm nồng ta khoan. Cái sâu vô thì sao? Cái tỏ tỏ ra. Cái sâu vô đúng rồi. Rồi, hơ lên nhiều nhiều chút. Rồi ok. Cái sâu vô. Phải không ra hướng ra hướng ông phụng ra ngoài. Sáng vô đứng sáng vô nghệ bữa tới xíu rồi chụp bốn người nè. Nhìn máy em nhìn máy luôn. Dạ. Rồi sau đó trao lại cho hai con. Có ông Tơ bà Nguyệt xe duyên chỉ hồng. Tơ hồng Nguyệt lão xe duyên thiên địa chứng giám phủ quyền chứng minh. Đèn hồng soi sáng lương duyên trăm năm hạnh phúc long phụng hòa minh. Cô giáo nghệ cảm ơn trời đất, cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt đã xe duyên cho các bạn. Cúi đầu nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, rồi xây vô trọng vô trong bàn thờ. Phía của quyền thất tổ cung thỉnh của quyền nội ngoại quy hồi chứng minh phù hộ tăng lang tăng nương được long phụng hòa minh bách niên hảo hiệp. Cô giáo nghệ cúi đầu nhất lễ, nhị lễ,
tam lễ, tứ lễ. Rồi lễ thượng đăng bắt đầu, mời hai thông gia cùng nhận đèn, mời hai anh nhận đèn đi. Mỗi người cái, rồi khoan khén cường vô trong lấy cái kia xuống. Rồi vô cái đó bỏ nha. Lấy cái đó bỏ vô. Cái bông. Sửa cái là sửa đèn lại, quay ra ngoài cái bông. Rồi. Đèn Long Phụng đã được thắp sáng tổ tông hôm nay đoàn viên hay họ ngàn năm con cháu được lưu truyền, xin được lưu truyền mãi ngàn năm. Chúc mừng tay tay tay. Giờ vậy là bữa nay khẹn cao khi làm lễ bái đường của dấu gậy cũng lại trời đất, thì hồi xưa thì lại, còn bây giờ xin phép cho hai cháu xá thôi. Đưa dấu gậy cúi đầu, nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, rồi quay vô trong. Phát đạt, nhất lễ, nhị lễ, tam lễ. Dạ kính cửu quyền thất tổ, hôm nay là ngày 12 tây tháng 6 dương lịch năm 2023, cũng nhằm ngày 25 tháng 4 âm lịch năm Quý Mão, là ngày lành tháng tốt kết tình thông gia giữa hai họ, họ Lâm và họ Lý để cùng tổ chức buổi lễ thành hôn. Và nay tại tứ gia họ nhà gái, đó là buổi lễ xuất giá du quy của Úc nữ tân nương Lý Huyền Trân, sánh viên cùng Úc nam tân lang Lâm Triệu Thái Hòa. Nay có dấu ghệ đứng trước cửu quyền thất tổ linh thiêng để cung thỉnh cửu quyền nội ngoại quy hội chứng minh phù hộ tăng lang tân nương được long thuận hòa minh bách niên giai lão con cháu đầy đàn làm ăn được nhà cao quý rộng giàu sang phú quý. Quý dấu gậy xin được cung kính dâng lên cho cửu quyền thánh tổ nội ngoại tứ lễ, nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ, xa bông xá lễ thành gia bình an. Quý dấu gậy trăm năm hạnh phúc, xin phép cửu quyền cho cháu được ra mắt thân tộc đó lễ lại họ. Cúi đầu nè, nhất lễ, nhị lễ, rồi lễ đã thành, chúc mừng. Cái chuyện ơi, ngồi đi hả? Rồi, cho xin nhận đứng. Rồi, đây. Ông nội một miếng nè, ông ngoại một miếng. Chúc ông nội ngoại sống hơn trăm tuổi nha. Cỡ 144 tuổi được rồi, đừng nhiều quá. Và được phước như Long Hải và thọ tỷ Nam Sơn. Bà luôn. Bà nhắc bôi cho cháu nó vui cái. Dạ, cháu nó trở nên trọng. Rồi bây giờ mình thông báo thông báo coi bà con mình ai vô uống vụ có cho quà gì thì mình rồi, giờ mình ngồi đi. Mạnh lắm đó. Mạnh mà. Nghe mời cha mẹ. Anh chị khoan uống nga, nhìn lên mấy chụp hình giờ nhìn cái cho chụp cho đẹp cái toàn đây. Toàn nhìn chụp hình cái nhìn cho đẹp cái đi. Ờ sáng vô hai đứa sáng vô. Hết ly luôn, hết ly luôn. Rồi vô luôn. Rồi đó. Thì trong ngày lễ xuất giá du quy của con gái mình thì cha mẹ cũng có một phần của hồi môn cho con gái theo chồng. Thì đây là chỉ là niềm tin của cha mẹ gửi cho con để cho con được hạnh phúc nha. Thì đây trước tiên là một cặp vòng cổ, hai con là một cặp kiềng cổ. Chúc mừng. Tiếp theo là một sợi dây chuyền vàng có hình hoa mai, đó cho con mình được may mắn trong cuộc sống. Và một tấm đắc vàng 18, chúc mừng. Bốn món là gọi là bốn mùa tốt đẹp, tứ quý á. Vô. Nói câu nào hay con. Tại vì ta nói hành động biết không, cha mẹ sống ở dòng liêu giang à, con mình đám cưới mình đem vàng ra cho bình thường á anh. Con mình đám cưới đem vàng ra cho bà nữa. Đây mở đi chú rể, để con để con mở ra đây đi con, nghĩ rồi mua đó muốn quay. Ta trước khi ta đám cưới là ta phải dặn con dâu đi sắm nhiều đó là sao giật vàng còn giữ hơn lẹ hơn nữa. Thì chiếc trước tiên là rồi đó, tay kia đỡ tay lên đây là đúng rồi. Này là cô dâu này mới là chỉ có nhà gái thôi nghe, chúng ta về nhà trai còn nữa, nó con còn nhiều lắm á. Yeah.
Ôi trời. Không. Rồi đứa nào đứa vô đi. Rồi tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Chú còn kìa. Rồi nhìn nhiên nghe cô dâu là những tư thế đó chừng mạnh cả nhà. Rồi. Tôi nè. Ông ngoại là cái ngoại nhà. Ông nội một chiếc nhẫn vàng là chúc hai ông được phước duyên Long Hải thọ tỷ năm sơn. Cảm ơn. Và bây giờ mời bên nội mình trước. Cô hai. Cô già nghe, một nghe. Rồi cô hai đeo vàng nè. Chị ơi, chị Hiền ơi, chị đứng kế cô dâu cho bốn người chị. Cô hai đứng vô, rồi chụp hình. Ôi, cô hai cho cô dâu rể một chiếc nhẫn vàng. Chúc cô hai luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, phát tài, trẻ đẹp hoài. Tiếp tục mời. Chú Sáu cũng đây. Rồi, cũng phải luôn không? Rồi, chú Sáu vô hết. Anh ơi. Rồi, chú Sáu cũng cho quà nè. Cô dâu rể một chiếc nhẫn vàng. Rồi, dịnh vô, nhìn hai đứa nhìn lên. Chụp hình đi. Trẻ đẹp hoài. Rồi, dịnh lại với con cái, dịnh lại với con cái. Rồi, nhìn vô luôn. Dạ, đây. Rồi, đứng lên sợi. Mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, phát tài nha. Đứng luôn chiếu đi em, cô dâu. Trẻ hoài, đứng luôn. Cái này, anh Bảy, Dũng Bảy nữa kia. Cô Bảy, Dũng Bảy nữa, khoan, ngủ đâu rồi? Nhà lớn như nọ. Đại diện cho cô Năm một chiếc nhẫn vàng và cô Bảy, Dũng Bảy cũng nhận ngụ và cho vàng một chiếc. Cũng chúc mừng, chúc mừng. Cô Bảy, Dũng Bảy luôn mạnh khỏe. Rồi, nán lại nhìn máy con luôn, nán lại nhìn máy con. Đẹp hoài nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, máy con luôn, máy con. Sao không có vô, phải đốt gì gì. Được nha. Bây giờ nó hầm nó chết mẹ. Rồi, bên ngoại chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bên ngoại đâu? Khoan, chị đứng lên. Trời. Không bóng rồi. Không. Cô Bảy nó đâu? Không. Chụp anh đi. Rồi, nhìn máy con luôn. 1, 2, 3. Đây là cái gì? Chúc cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, phát tài. Mà tên đi. Đang có mẹ. Ờ, đi. 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 Vô chút đi. Vô lại hai người đi cho nó. Đi với mình nè. Đi với mình nè. Đi với mình nè. Mang hai người vô uống rượu cái. Phan nhận rượu cái nè. Này kêu bằng cái gì? Cha ní. Ờ, ba ní. À, là từng bể đó. Phải không? Đúng rồi. Rồi mày vô nè. Vô, mời từng bảy vô, quýt vô, rồi. À Ni với cậu ba. Cậu ba với ba Ni nhà Châu quà nè, mấy chú đây có nhận vàng hết. Nhỡ mâm chầu là một truyền thống quý báu của người Việt Nam chúng ta, luôn luôn quý vọng, quý trọng tình nghĩa vợ chồng, phải quấn quýt bên nhau giống như dây chầu quấn lấy thân cao, để câu chung thủy bên nhau trọn đời. Chú rể ơi, quay qua nè con. Thầy chú hướng dẫn nha, trong cái chậu cao. Đâu có hộp. Hai đứa nắm cái khăn như nè. Hai đứa dở lên giống như là mình dở như đó. Mình đứng lên là mình chụp hình. Sau đó thì chú rể tới bốn chiếc cao. Là tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Vợ chồng và thuận thủy chung hạnh phúc. Cô dâu lấy bốn đôi chậu là tám lá. Là tượng trưng cho sự phát đạt phát tài. Đó là bát bổ đó. Để giàu sang phú quý hạnh phúc nhiều nha. Còn bây giờ đồng vợ đồng chồng. Đồng miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em dìa với anh. Hết rồi áo kim áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Lấy nhau từ thuở tay không, tình nghèo trên sông bồng bềnh gieo neo. Quý nhau là tấm lòng son, gian nan vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Đồng lòng tác cạn biển đông. 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 Em ơi,
vợ chồng mình nhớ thương nhau suốt đời nghe em. Bao năm chung sống thuận hòa, bao năm tình nghĩa mặn mà đậm đà lửa hương. Dù đời một nắng hai sương, dù đời một nắng hai sương, có nhau ta có thiên đường tình yêu. Rước dâu và đồng thời thỉnh họ. Xin được mời quý tập họ nhà gái cùng dính chúc thầy cho báo đưa cô dâu sang họ nhà trai chúng tôi tại Gạch Thanh để cùng chứng kiến phần nghi thức bái đường gia tiên và ra mắt thân tộc. Sau đó cùng họ nhà trai chúng tôi di chuyển đến nhà hàng em nhỏ từ ba thành phố Bạc Liêu để chung vui với Gạch Thanh hôn. Có câu nói đi thưa về trình thì sau đây có dấu rễ sẽ bắt đầu chuẩn bị bái đường để rước dâu. Thì trước khi rước dâu thì xin mời hai trong gia uống chung rượu này, đó là thay lời mời của họ nhà trai. Và cũng trân trọng kính mời quý tộc họ nhà gái chúng ta cùng đưa cô dâu sang họ nhà trai chúng tôi. Và bây giờ mời hai chú ông chúng ta cùng đi. Rồi rồi, nhìn mấy con cái luôn rồi cũng xong. Mình xíu qua xíu dưới thấy con thấy cô rồi. Rồi rồi, nhìn mấy con luôn. Dạ, 1, 2. Rồi vô đi. Rồi mình uống nha. Mày ương, nó ương chết mà nó uống nữa hả? Con bắt tay con luôn. Con bắt tay. Dạ, con dấu ghệ quay vô nè. Rồi chú rể ơi. Rồi, nhìn máy con luôn nha. Rồi, sau đó con dấu lễ quay vô bàn thờ. Con dấu lễ nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Rồi xây ra trong ra ngoài thỉnh họ hai lễ nè. Cuối đầu, nhất lễ, nhị lễ. Và bây giờ là mời họ nhà gái mình cùng đưa mâm quả ra để trả lại cho họ nhà trai chúng tôi. Và mời tất cả thân tộc họ nhà gái chúng ta cùng đưa dâu ra nhà họ nhà trai chúng tôi. Và xin được trân trọng kính mời. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, cho anh ha 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 ha. Ôi tình yêu
cho anh một thiên đường. Ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc, em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Em với anh tay đàn trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau, ha ha ha. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh, ha 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 ha. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc, em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Chua là hết con liền. La 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 la.
cùng nhau kết duyên nên lê chầu cầu nay em đây cũng đã lớn sánh vai bước bên anh kia đâu mơ cao giàu sang chỉ mong có nhau mãi mãi về sau tiếng trống sắp sinh trong làng mình đàn trai rước nhau đi về dinh đôi bên gia đình này vui thật vui cùng nâng chén ta cùng say không về đây có ông xuôi với bà xuôi cùng xe tới duyên cho lứa đôi chúng nó kết nhau rồi yêu thương đầm sâu thì mình lo cưới thôi ta hứa bên nhau đến trọn đời bắt đầu nắng người xa kênh muối dưa cay là giàu sang cũng không đổi dời đến nói em nghe về ngày mai vợ chồng tình nghĩa luôn có nhau rồi tôm nấu ruột bầu em chàng anh hút được đầu khen. Xin phép phái họ còn ổn định để buổi lễ được tiến hành. Trước tiên cũng xin được đến thân tộc phái họ trong buổi lễ hôm nay lời chúc chúc sức khỏe, lời chúc hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Thay lời nhà trai rất cảm ơn quý tộc và nhà gái đã cùng những chút thời gian báo đưa cho nhau sang đây để cùng chứng kiến phần lễ này. Sư, họ là niềm hạnh phúc rất lớn, xin được thay lời với giống gàng cảm ơn và hàng thân trọng ra bên. Và bây giờ xin phép được tiến hành phần lễ, trước tiên là lễ gia tiên. Tất nhiên lễ gia tiên đó là mời chú ông mình bắt đầu dân hương cho phủ quyền và thần phủ quyền về đây để chứng minh cho ngày lễ. Thì bây giờ mời cha mẹ của chú rể chuẩn bị ngang. Năm lịch năm Quý Mão 2023, hai nhà cháu, nhà trai được tôi để thành hôn để mình cho hai con được hạnh phúc, việc của việc về đây chứng minh. Thì xin thưa các anh họ, tất nhiên là theo phong tục người Hoa ở Bạc Liêu thì khi về đến nhà trai thì cha mẹ sẽ là người lên đèn. Hơi rồi nhập đèn lại con, giống như bản vậy, nhập đèn hai cây lại. Rồi cha mẹ đứng kế bên nha. Rồi hiên đứng sát cho luôn hiên. Rồi xây người không? Trước khi thượng đèn ông phụng cho của quyền, cô giáo nghệ đứng về phía bên ngoài để lại trời cảm ơn ông Tơ và Miền đã xây duyên cho các bạn. Nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, rồi quay lên trong đứng vào phụng ra ngoài. Phù hộ thanh an các nước dựng góp phụng hoàng đất tất nhiên thảo hiệp của giáo nghệ cuối đầu. Nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ, rồi lễ thượng đã bắt đầu, mời cha mẹ nè dẫn đèn. Thế ơi, họ hỗ trợ bên kia. Nè nè, cũng giải nè. Họ lên đèn ngon phụng đã được thắp sáng tổ tông. Hôm nay họ nhà trai mình đã có con dâu về, sanh con đẻ cháu, nói giỏi, tấm đưa. Chúc mừng. Rồi, rồi cha mẹ ngồi. Ngồi, ngồi. Cái dấu ghế vô mấy đường. Nhị lễ, tam lễ, rồi quay vô trong. Hướng về phía các vị thần thánh mười phương chư Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Thánh Quân, Thiên Hậu Nương Nương, cũng như Thiên Hậu Thánh Mẫu, của quyền Thiên Quyền Nữ, cũng như là các đại táo quân, cũng như các vị chúng mình. Nhất lễ, nhị lễ, tam lễ. Dạ, kính của quyền thánh tổ, hôm nay là ngày 12 Tây tháng 6 dương lịch năm 2023, cũng trong ngày 25 tháng 4 âm lịch năm Quý Mão, là ngày lành thánh tốt mà hai họ Long và Lý kết tình tham gia để cùng tổ chức buổi lễ thành hôn. Một chỗ Úc Nam, Tam Lan, Long, Triệu, Thái Hòa, sách viên của Úc Nữ, Tân Lương, Lý, Huyền Trân. Nay nhà trai đã nước dâu về, xin phép cho cô dâu nghệ được ra mắt của quyền thánh tổ, cung kính của quyền nội ngoại, nguyên hội chứng minh. Phù hộ tăng đang tăng tư thì con cũng còn nên cấp niên giai lão con cháu đầy đàn chồng sản quốc quý. Cô giáo nghệ sinh cũng kính dân lên cho quý vị thân tậu nội ngoại tứ lễ. Nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Và phần lòng này xin được dân lên cho quý quyền. Quyền quý quyền phù hộ cho hai cháu nó được
cao sang phú quý, lộc tài vô tận, thủy chung trọn đời. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ là uống rượu mừng nè, uống rượu chặt ca, ai có tiền thì móc ra, có vàng cũng càng nhiều càng tốt. Rồi bây giờ ông kể tôi là sao. Mời bà ống lên đây trước nha. Mời ông nội bà nội lên đây. Cô con, cô cháu mình thì có sự hiện diện của ông bà nội nên cô dâu kể được sự ra mắt. Mời cô dâu mời ông bà nội cùng. Mời gia đình lên chụp phần cả. Cùng đi nhau. Mời ai mời cụ cha ca đó về đó. Và trước tiên là bà nội một kẻ duyên kia cũng như ông nội một tấm khách là ông bà là đều là cho dây hết dây chuyền và truyền hết những gì đẹp nhất tốt nhất cho con cháu tay chúc mừng ông bà nội hưởng cái này nè. Chúc ông bà nội sống hơn 100 tuổi, 144 tuổi, được mạnh giỏi và khỏe mạnh vinh bằng bước như Long Hải thọ tiễn Nam Sơn. Rồi mời bà con lên phần quà. Cô đúng như là cô lớn ở bên Cam không? Cô lớn ở bên Cam á, có món quà cho cháu mình, đó là một cái kiềng vàng 24, một tấm đắc vàng này chắc cũng ghê quá, cái này của cô dâu một tấm đắc luôn, đó là ba món quà. Còn mẹ đúng không? Mẹ với ba thì cũng hai cái kiền vàng và một tấm đắc vàng. Rồi xin được trình qua hai họ được biết. Và xin một chào của tay chúc mừng. Trước tiên thì mời ba mẹ nhận rượu của cô. Đó là cô bên Cam á. Nhận rượu dùng trước cái nào. Ba mẹ ngồi đi ha. Dạ dạ ngồi. Nhìn lên chụp hình thẳng vô, thẳng nhìn máy. Sáng vô, sáng vô. Hai chồng cụng ly. Cụng ly, cụng ly. Cụng ly cái uống. Dạ. Rồi xong nhìn lên máy giùm em. Rồi đây là phần quà trước tiên là của cô lớn đó, cô hai đó là tụi cô ở bên Cam gửi về đây cho ông bà đó nè. Cái dễ xuống luôn em, đây dễ xuống luôn. Đây trước tiên đeo đeo cái dòng một cái kiềng và hai tấm đắc, tất nhiên là một cái đắc kia cho chú rể, cái đắc cho cô dâu đó nghe. Hồi nãy có thông báo rồi, không thấy bữa nay về đây chuẩn bị nhiều lắm, vàng nhiều lắm, vàng với tiền nhiều lắm. Dặn ra, dặn ra. Đây, 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 đây. Em chi thì tìm vàng thường đó. Đây, phải không? Yên tâm đi, bữa nay là gạch lắm. Kéo lên, kéo cả lên. Ôi ơi, không phải lọc lọc thôi. Ôi ơi, không phải lọc lọc thôi. Đứng sát vô đây hai đó, hai đứa đứng sát vô. Học được. Game qua. Hai bận. Đáng lẽ phải lấy hai cọng nó lại. Rồi đeo luôn, đeo cái kiềng. Dạ, đây. Chú tóc bên cho mẹ đi. Chú tóc lấy kiểu gì chứ? Kiểu không, chứ không mạnh rõ gì. Ừ, không phải kiểu đó đâu em. Không phải kiểu là hả? Hồi nãy cái kia là kiểu này. Kiểu là con dâu, cái này của mẹ. Ờ, như vậy thôi. Trước tiên là mẹ thay cho tụ cô ở bên Cam để trao quà cho hai con một cái kiềng vàng, không cái kiềng vàng luôn, cái này của tụ cô trước, một cái kiềng vàng và hai tấm lắc tính cho chú rể đeo, mà tại vì cái tay chú rể bự quá đó con tưởng nhiều lắm con. Cái kiềng vàng và một cái mắt vàng và mẹ đeo luôn, không phải nhận cái này trước cái. Rồi uống cái hồi nãy của tụi con nè. Chuyển hết đeo luôn. Và cái này của cha mẹ nè. Rồi mời cha mẹ nhận. Rồi nhìn máy luôn như sao rồi. Nhìn máy chứ. Nhìn máy chết rồi. Vô cái đi sáng cho em. Để đi sáng luôn. Để tập trung được lại. Sáng giờ kìa. Nhìn máy luôn. Chết là bỏ. Thiếu. Thiếu rồi. Rồi giờ đi. Uống chuyện ném thôi. Được. Nước qua bên mũi cũng thiệt. Rồi tiếp tục, đây là phần quà của cha mẹ, hai cái giòn gỗ tức là hai cái kiềng vàng và một tấm đắc vàng. Rồi cô dâu tiếp tục nhận. Nào thấy, thấy tôi gói kỹ luôn rồi bà con, thấy không nè, giờ tôi là đó, đồ của cô dâu ghế đâu có bỏ, thấy không? Đó, thấy không hoành tráng không nè, bỏ đây vô tiếp nè.
luôn, tiếp luôn hai cái kiềng vàng, hai cái dòng cổ. Anh chàng lấy xác cho chị á. Chán đồ. Lúc kể em hỗ trợ mẹ dán nhát cái lớp kìa, cái dễ ờ đúng rồi. Cô dâu ngẩn ngẩn cao người lên em. Ờ, bà con họ nhà trai mình ai có quà sẵn trên tay thì chúng ta tranh thủ nha. Sau khi cho mẹ cho quà xong là mình bắt đầu mình vô mình góp ghẻ mình tặng quà liền để mình tranh thủ qua nhà mẹ. Nặng quá à. Nặng quá cuối luôn. Bây giờ trước tiên là mời tụi bè. Tụi bè là anh hai đó, Hiếu Tèo ơi. Ai chồng lên đi. Rồi kia Hiếu Só. Tụi bè của ông ơi. Dứt lễ, dị lễ rồi chúc ba mẹ được phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, luôn tươi trẻ hoài nha, đẹp hoài, sang năm có cháu. Vì sao được biết sao luôn cho dị lễ rồi. Sự ghế, sự ghế. Rồi dạ. Tôi ốm tôi bè. Rồi, có ngủ em, để hai cái ly vô vậy. Khoan, cô bè tôi ốm nhận rượu trước. Rồi, đó. Có thay mặt ai nói luôn nha, hai cái gì cho ai nói. Rồi, lại trả lời cho. Rồi trước tiên là đại diện ai á? Cái này của mình. Cái là của tổ bè. Năm chỉ cho. Tổ bè một chiếc tấm một tấm lắc năm chỉ cho cháu và anh nè đeo vô đi. Chắc chú rể không có vừa đâu, cô dâu đeo vô, không vừa đâu, ta bự mà. Đeo vô cho cô dâu, cô dâu hưởng hết. Cái này tấm này của bà Xuân bên Mỹ. Bác tham gia bên Mỹ gửi về 300 đô. Đô la mà, đô thì phải la đó. Cái này bà Xui ở Ninh Thuận. Bác thông gia ở Ninh Thuận gửi về chỉ vàng. Một chỉ vàng đeo luôn cho cháu đó. Rồi, cho con đó. Rồi đeo vô. Con không quay cho nó ngay hôm nay. Rồi, cảm ơn tổng cuối đầu dứt lễ. Dĩ lễ. Rồi, hiện sao đứng lên, sao đứng ghế cô dâu. Dạ, ghế đứng ngoài. Sao đứng ghế cô dâu, đẩy ghế vô. Ồ, rồi. Rồi, bốn người hay nhận máy luôn nè, nhận máy qua này. Dạ. Chơi lên cho mẹ. Chúc mẹ luôn mạnh khỏe, dùng nè. Cho tiền là về. Đây mình đổ xuống nè. Đây mình đổ xuống nè. Rồi. Rồi, vậy bây giờ ông dùng gỗ. Rồi, vô ghế thẳng luôn. Ông liên khoát chưa? Ông liên khoát. Lâu lâu người ta phải vậy đó. Vì bè vừa ốm uống rượu chà kha, xin mời móc ra. Vì bè vừa ốm cũng có một sợi dây chuyền vàng để tặng cho đem cho chú rể đi nha. Chú rể đợi chú rể nó đi. Đem cho chú rể hay là đem cô dâu? Cô dâu hả? Ờ, em biết đâu. Bây giờ dâu mà. Thấy không? Bây giờ tại vì cho chung. Chưa. Nói chung là tối hay nói về tới đêm mình chia nha. Bây giờ trước tiên là dì bè vừa ốm một sợi dây chuyền vàng. Cảm ơn dứt lễ. Dì lễ mời mời đứng lên chụp hình. Đứng lên chụp hình. Cười sát cho giùm em. Rồi nhìn máy luôn. Cười lên chê. Cười. Rồi chúc dì bè vừa ốm luôn mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc bắt tay. Em bà dạ cho em bà dạ. Sẽ đèn ship này sát vô và nhận quyền gỗ. Rồi nhận gỗ. Sẽ đèn ship nhìn lên, nhìn lên. Chú rể. Rồi, sẽ đèn ship của cụ Trà Kha. Xin mời. Coi gì đó luôn. Sở dây chuyền vàng. Đeo cho ai cũng được. Dâu cái cổ nhiều quá chắc đây cũng rễ bớt đi. Ờ, cho nó để nhiều quá. Đâu về nó chia. Nặng quá. Nó bấm lô rồi. Rồi đó, rồi. Sở chuyện sở ấy xin, đó là chú ốm thiếu ốm con một sợi dây chuyền vàng cho anh áo mình.
cô dâu gậy cúi đầu nghe, cảm ơn nè, nhất lễ. Dĩ lễ, rồi đứng lên chụp hình. Đứng xếp vô, rồi dâu gậy đứng xếp vô. Má này. Rồi, chúc sinh nhật sơ sim luôn vui khỏe, mạnh khỏe, hạnh phúc phát tài. Dạ, đẹp quá nha. Dạ. Con cái nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Rồi, ý tỉa có quà gì á, mừng chúc là chúc cho cháu mình luôn. Ý tỉa một chiếc nhẫn vàng và chúc hai cháu mình được trăm năm hạnh phúc. Vỗ tay, cúi đầu chúc lễ. Chị lễ, ý tỉa đứng lên chụp hình. Hậu ba, hậu ba, phải không? Số ba là ba đi. Rồi. Uống chút cái nha, rồi mình cho. Sáng giờ chắc chưa uống ly nào, chắc bị cái chua gì lắm này nè. Chỗ này chắc nó ngọt lại nè. Rồi, mở khoan đợi cộng cái cũng ly cái. Rồi, mở cũng ly cho coi. Rồi, trả lời. Cứ đầu nè, nhất lễ. Lễ, nhị lễ. Rồi, cậu vợ đeo nhẫn cho nhẫn nè. Cậu vợ ba, cậu cho một chiếc nhẫn vàng, cậu dâu nhẫn. Con kia con này đeo là hết rồi đó. Cái đó nào còn dư gì nữa. Quay, quay. Đứng lên chụp hình. Rồi đứng sáng vô kìa. Rồi chụp máy luôn. Rồi cậu mở cười tươi lên nè. Cậu, cậu, cậu. Chúc cậu mở. Rồi cậu mở chụp rồi. Cậu mở nhìn lên nè chụp hình. Rồi vô ghẻ rồi. Cười lên em. Cũng đi vô luôn. Không. Rồi. Mời cậu mở có tên là chúc mừng. Cụ Trà Kha đó. Cụ Trà Kha. Rồi cậu mở cũng có cho cháu mình một chiếc nhẫn vàng 24. Rồi cậu đứng lên cậu. Cúi đầu nhất lễ. Nhị lễ rồi đứng chụp hình. Rồi vô kể, cười tươi lên em. Rồi. Chúc cậu mợ luôn mạnh khỏe như vậy, hạnh phúc phát tài nha. Trẻ đẹp hoài, có tiền xài hoài. Thành không? Được. Rồi giờ trước tiên là mời ông cậu là cái này vậy đó ông cậu là mẫu bên của quyền lắm đó. Ông cậu dùng hai chỗ. Ông cậu uống ông hai đi luôn hả? Dạ, chắc cái này chắc lại cổ không nổi quá. Dễ à, nhầm nhò gì với ông cậu. Rồi cuối cùng MC được kẻ con nè. Em vô kém, đấm cái hè, bôi đẹp đẹp cái cả cái mặt bao nhiêu đấy. À, nè, nè. Bôi cái mặt nó đẹp đẹp. Thứ hai đứa đứng sát vô, rồi. Nhìn lên ông cậu ơi, rồi. Rồi, hai là, rồi bây giờ mà hai chị hai là cái bằng kêu người qua là kêu theo con phải không ấm đúng không? Ừ. Đó là tụi bay tụi ốm là ngay mời dọn rượu nè. Cùng đi nhau ra. Tụi bay tụi ốm đâu? Uống rượu Trà Kha. Uống rượu Trà Kha uống rồi móc ra. Nè, một tay cho hai đứa em. Chị nhẫn vàng. Chúc luôn, chúc con, chúc con trong đẹp. Chúc gì đó. Một câu là hai đứa trong năm hạnh phúc. Rồi, đó, trong năm hạnh phúc. Xác chưa, hai đứa xác chưa. Xác chưa, là nhiều 10 người. Mấy trăm cây, mấy trăm. Rồi, cảm ơn nha, chúc hai đứa. Rồi, cậu mở, nhận rượu. Thay mặt ai không? Tự uống phải không? Tự uống uống cho hết nha. Cậu mở vô. Bác cũng lấy cái. Rồi cậu mở cái này là chúc phúc cho cháu mình. Chúc mẹ cháu trăm năm hạnh phúc. Trăm năm hạnh phúc. Rồi vỗ tay bà con ơi. Cậu mở đều cho vàng và tiền. Rồi, vàng một chiếc. Tiền cũng không. Dạ 2 triệu, khoan đứng lên, đứng lên. Má chúng tôi đi ngọn nhạc ngọt té. Rồi Hiếu chơi đứa sát vô. Cậu bà Út, cậu cho hai cháu là 2 triệu và cái nhẫn vàng. Sao về đó, sao về. Sao về sao sắp ống. Sao về ống nè. Anh ba chị ba, khoan cũng đi cái nhìn nè. Cũng đi vô. Cũng đi vô. Nhìn lên em.
qua đường kìa. Giờ con còn thấy có cũng vừa thôi. Đầu cảm ơn sao lại sớm nè, cháu nghĩ là nhất lễ nè, chị lễ rồi đứng lên chụp hình, rồi mời đứng chụp hình, đi xé vô nhìn máy luôn, xé cái chút rễ, xé vô chút rễ, rồi tư lên em, chúc sao bài sớm nè, và chị ba luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc phát tài, có nội ngoại của nước rễ, ở nước ngoài cũng có, ở Việt Nam cũng có. Tiền đô có, tiền Việt có, vàng có. Đây cho mẹ dành cho hai con làm vốn. Một vốn đẻ tỷ đây. Chúc mừng. Rồi bỏ túi đi con. Rồi ngồi xuống đó giùm em cái đi, ngồi xuống cái giùm em cái đi hả? Chú rể. Giao cái phần quà này. Nhân gian gọi là tiền đã đó, ông nội ông ngoại. Ha bà ngoại. Ở đây là nó không có bao nhiêu anh chị, nhưng nó là chứa đựng một ý nghĩa hết sức cao cả của một người mẹ đã mang nặng đẻ đau. Đã 9 tháng cô mang 3 năm bồng ẩm dập dũ cho con gái mình được đẹp như thế này. Ai được nhờ, chú rể được nhờ. Kể từ giờ hôm nay cô dâu sẽ về lo lắng cho chú rể báo đáp lại cho người mẹ vợ của mình. Mong rằng hai đứa phải nhớ khi có con rồi mới nhớ thông ơn của cha mẹ nha. Lấy lên cho mẹ. Rồi đây là công sinh thành của người mẹ, chúc mừng. Rồi bây giờ là đến phần trước khi kết thúc là hai gia đình mình bắt đầu hướng tụ. Chia sẻ thì hai đứa phải biết trân trọng và chia sẻ nhau. Hai năm ly tròn tới cộng đúng rồi. Nhìn máy luôn nè mọi người. Mẹ cô dâu nhìn máy luôn. Thì dạ. Cũng mong rằng là quý tộc ở nhà gái cũng yên tâm. Dạ rồi. Ở nhà trai chúng tôi rất thương con thương cháu, thấy không? Con cháu rất là đông luôn, mà ai cũng là vui vẻ, đẹp hết. Là mong rằng là ở nhà gái mình yên tâm nha, đưa cho hai chị. Bây giờ thì đâu có ai làm dâu rồi. Ba đứa sẽ vô. Đứa sẽ vô cháu. Mẹ đứa sẽ vô nhìn máy luôn. Thì xin thưa họ phần nghi thức bái đường gia tiên nhà gái thân tộc họ nhà trai đã được tốt đẹp. Cảm ơn quý tộc họ nhà gái đã đưa cô dâu sang đây để chứng kiến phần lễ này. Là thay lời nhà trai mời quý tộc họ nhà gái ngay giờ này chúng ta sẽ bắt đầu ra nhà hàng em nhỏ phường 3 thành phố Bạc Liêu để chung vui buổi tiệc tân hôn cùng họ nhà trai chúng tôi. Không quên chúc gia đình con trai họ mình giữ chặt với nhau để chúc cháu rể được trăm năm hạnh phúc nha. Nhớ là có một cặp trai cặp gái lúc nào cũng được vui vẻ hạnh phúc, ngày ngày cũng hạnh phúc với nhau. Và nếu con gái đầu lòng thì trong ngoài đẹp đẽ, đẹp người đẹp đất, để trai đầu lòng khỏe mạnh thông minh, vợ chồng luôn hạnh phúc thủy chung, châu hiền kỹ thảo đẹp tình thông gia. Chúc quý ông quý bà cô bác gần xa đến tham dự buổi đêm nay luôn mạnh khỏe, gia đình vui vẻ hạnh phúc, con cháu hiếu thảo và làm ăn được phát lộc phát tài. Xanh mưa cùng cô dâu chú rể xinh tươi, sau tháng năm yêu nhau xin phép hai gia đình được thành đôi vợ chồng son sắt. Ngày thành hôn anh trao đến tay với nhân cười rồi giao bối say tình trên môi, xin lấy cướp thông gia cho chúng ta chung nhà nghĩa phu thê chúc mai ta nhẹn thề. Mẹ dặn em làm dâu thì con phải ngoan, còn cha chúc hạnh phúc bên chồng em ấm, hò hăng vui cùng nhau vỗ tay vui chúc mừng, chúc cho quyền ngư sẵn dài tròn kiếp. Cô dâu xinh nhìn trông đáng yêu, thẹn thùng trao duyên chú rể rất đẹp trai, tiệc vui vang tiếng ca tưng bừng đám cưới quê rộn ràng, kéo nhau xem đôi trai tài gái sắc. Trình họ vui câu đá vàng, trước em qua cánh đồng vàng, mùi hương của lúa ngập tràn niềm vui, rộn ràng tiếng nói tiếng cười, để quê lối nhỏ người người ra xem, vui sao đám cưới quê ta, cô dâu xinh đẹp lại thêm dịu dàng, thẹn thùng.
khép nép bên chàng cùng nhau sánh bước chứa chan tình nồng. Có duyên có nợ tơ hồng trong năm hạnh phúc tình không đổi dời. Rước em về với cuộc đời cùng anh chia sẻ ngọt ngùi bên nhau. Yeah. Đèn làng quê đông vui, vàng mâm hoa xanh bưa, cùng cô dâu chú rể xinh tươi. Sau tháng năm yêu nhau, xin phép hai gia đình được thành đôi, vợ chồng son sắt. Ngày thành hôn anh trao, vẫy tay với nhân cười, rủ nhau bối say tình trên môi. Xin lấy cướp thông gia, cho chúng ta chung nhà, nghĩa phu thê chúc mai ta vẹn thề. Mẹ dặn em làm dâu thì con phải ngoan, còn cha chúc hạnh phúc bên chồng em ấm. Họ hăng vui cùng nhau vô tay với chúc mừng, chúc cho quyền ngư sống dài tròn kiếp. Cô vô xin nhìn trong đáng yêu, hẹn thùng cho duyên chú rể rất đẹp trai. Tiệc vui gian tiếng ca tưng bừng, đám cưới quê rộn ràng, kéo nhau xem đôi trai tài gái sắc. Sang năm thêm cục cưng dễ thương, tình đôi ta thêm thiết tha thêm bền lâu. Cùng nhau qua bao dung cuộc đời, sóng gió không đổi dời, mãi trong tim yêu thương trao dâng vợ chồng yêu. Cô dâu xinh mình trong đám yêu, hẹn thùng cho duyên chú rể rất đẹp trai. Tiệc vui gian tiếng ca tưng bừng, đám cưới quê rộn ràng, kéo nhau xem đôi trai tài gái sắc. Sang năm thêm cục cưng dễ thương, tình đôi ta thêm thiết tha thêm bền lâu. Cùng nhau qua bao dung cuộc đời, sóng gió không đổi dời, mãi trong tim yêu thương trao dâng vợ chồng yêu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nơi ta trang đang. Về một nhà vui lắm em ơi, một cúp lều tranh có rất yêu nhau.
bàn tay bối phán rồi mình đang có tháng rồi mình lên xe bom nhìn nhau tới sáng. Ở nhà lá có nhiều hoa, ta bên nhau vô cùng nhau hát ca, rủ ba má rồi ta cùng nhảy đường cha cha cha. Của nhau đến muôn đời nhé.
đền thề bên em, dạ yêu chỉ em thôi. Bàn tay ông ngỡ không rời, nhẹ nhàng dịu bước em. Cùng nụ cười tỏa nắng cho em chìm đắm ngất ngây từng say. Gọi em giờ dễ thương nè, dạ yêu của chồng đây. Chúc anh người em yêu hạnh phúc mãi bên em. Cùng nhau đi khắp chân trời, ngày gì chỉ nắng mưa. Giờ chồng mình tuyệt nhất đó là tâm. Tỏa nắng cho em chìm đắm ngất ngây từng say. Gọi em giờ dễ thương nè, giờ yêu của chồng đây. Chúc anh người em yêu hạnh phúc mãi bên em. Cùng nhau đi khắp chân trời, ngày gì chỉ nắng mưa. Vợ chồng mình tuyệt nhất đôi lứa tâm đầu. Vợ chồng mình tuyệt nhất đôi lứa. Sau đây chúng ta cùng ổn định chỗ ngồi và hướng mắt về sân khấu để chứng kiến phần nghi thức ra mắt buổi tiệc tân hôn mừng ngày hạnh phúc của chú rể Thái Hòa Sánh Duyên cùng cô dâu Huyền Trân. Với bao giờ phần nghi thức ra mắt buổi tiệc tân hôn sau đây xin được phép bắt đầu. Oh.
tràng vỗ tay cho vũ đoàn TTP. Vâng, xin được cảm ơn vũ khúc gia đình vui vẻ của vũ đoàn TTP đã chính thức mở đầu trong buổi tiệc tân hôn ngày hôm nay. Vâng, và trước tiên cũng xin được thay lời chủ hôn hay họ Tăng Lan Tăng Nương cùng trung tâm tiệc cưới nhà hàng Thật Nhỏ xin được gửi đến tất cả vị khách quý đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe, lời chúc mừng hạnh phúc và lời chào đón nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, hạnh phúc hôm nay là niềm tin và hy vọng ở một ngày mai, một tương lai tươi đẹp đang rộng mở để chào đón với những ai biết trân trọng cuộc sống này, trân trọng tình yêu mà thiên nhiên đã ban tặng cho mọi người, để cho cuộc đời của chúng ta thêm phần ý nghĩa, để cho thế gian này luôn rộn ràng tiếng cười vui. Và hạnh phúc hôm nay đã được xây nên chính bởi tình yêu tươi đẹp của đôi bạn Thái Hòa và Huyền Trân. Và tất cả quý vị, chúng ta cùng về đây để cùng chứng kiến một khoảnh khắc quan trọng đầy ý nghĩa, đó là chúc cho đôi bạn và chúng ta được bền duyên và chúc hạnh phúc trăm năm. Trước sự hiện diện của tất cả vị là niềm vinh dự cho hai gia đình. Chính vì vậy, sau đây chú Hưng hay họ xin được tiến lên sân khấu để cùng ra mắt vị khách quý trong ngày hạnh phúc của con mình. Vâng, kính thưa quý vị, về phía chú Hưng họ nhà trai chủ của tiệc tân hôn ngày hôm nay, sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lâm Văn Khẹn và bà Triệu Cẩm Loan là xuất thân của chú đệ Lâm Triệu Thái Hòa. Chú Hưng họ nhà trai chúng tôi đến từ ấp Rạch Thăng, xã Bình Trạch, thành phố Bạc Liêu. Và bây giờ trân trọng kính mời ông bà tiến lên sân khấu. Tất cả vị dành một tràng vỗ tay thay lời chào đón nồng nhiệt và chúc mừng cho họ nhà trai của chúng tôi. Là hạnh phúc của gia đình, chú ông họ nhà trai chúng tôi xin được ra mắt vị khách quý và mong rằng tất cả vị sẽ dành lời lời chúc tốt đẹp nhất đến với hai gia đình, đặc biệt là họ nhà trai của chúng tôi. Vâng, kính thưa quý vị, về phía chú ông họ nhà gái, sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lý Thanh Toàn và bà Nguyễn Diệu Hiền là xuất thân của cô dâu Lý Việt Trân. Chú ông họ nhà gái chúng tôi đến từ khóm Bình Tây, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Vâng, và bây giờ trân trọng kính mời ông bà nữ chú ông cùng tiến lên sân khấu và tất cả quý vị cũng sẽ dành một tràng vỗ tay để lần lượt chúc cho họ nhà gái của chúng tôi. Vị khách quý trong ngày hạnh phúc của con mình, chú ông họ nhà gái chúng tôi rất lấy lòng vui mừng khi tất cả quý vị đã cùng thân quan chào đón. Và đây chú ông họ nhà gái. Ngày hôm nay là ngày gắn kết giữa đôi bạn Thái Hòa và Huyền Trân để chúng ta cùng hân hoan để chúc mừng. Sau đây trân trọng kính mời Tăng Lan Thái Hòa, sinh viên cùng Tăng Nương Huyền Trân, mời Đô Huy Ngân hạnh phúc của chúng ta cùng tiến lên sân khấu để cùng đọc hoa và ra mắt vị khách quý. Quý vị sẽ dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt chào đón Tăng Lan Tăng Nương. Chúc đôi bạn được bên nhau trăm năm hạnh phúc. Hơn nữa quý vị, niềm vui hạnh phúc của đôi lứa là được bên nhau để cùng xây đắp một tương lai, trong đó có phần ủng hộ từ phía gia đình, đặc biệt là sự hân hoan chúc mừng của tất cả quý vị đã dành cho các bạn niềm tin trong hạnh phúc mà đôi bạn hôm nay có được. Sự nhiệt tình của nắm tay nhau lại làm nên một bữa nay. Em bên mình ấy lặng im dưới bao thờ, và quanh chúng ta là vui sướng tràn hòa. Tình duyên nhỏ bé thành đôi ước mơ xa, bao nhiêu tắc tơ giờ đây đã kế xe. Với cái đứa bao ly họ, cái đứa bị khách quý hiện diện trên sân khấu hiện giờ, đó là chủ hôm hay họ cùng với Tăng Lan Tăng Nương xin được gửi đến tất cả vị khách quý lời cảm ơn chân thành nhất, mọi lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 12 tây tháng 6 dương lịch năm 2023, cũng nhằm ngày 25 tháng 4 âm lịch năm Quý Mão, là ngày lành tháng tốt mà họ nhà trai chúng tôi có long trọng tổ chức buổi tiệc tân hôn để cùng mời họ hàng trong tập đôi bên, bà con xóm giềng, bạn bè và quý khách đến tham dự. Rất vui được chào đón vị khách quý đã không ngại thời tiết mưa gió, không quản đường xa xa xôi cùng về đây để chúc vui bữa tiệc và chúc con trai họ chúng tôi có được dấu hiền thể thảo, chúc người cháu đệ được trăm năm tình duyên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Sự hiện của tất cả vị là niềm vui và hạnh phúc cho hai gia đình của chúng tôi. Thế vậy, để cảm ơn quý vị đến chung vui thì có dấu lệ cũng xin được cúi đầu để gửi đến quý vị hai lễ chào để tỏ lòng kính trọng và biết ơn. Mời có dấu nghệ cúi đầu nhất lễ, nhị lễ,
Mong rằng trong buổi tiệc ngày hôm nay có điều chi thiếu sót, quý vị quan hệ bỏ qua cho. Xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Và bây giờ của chủ đề chúng ta tiến đến thắp đi để cuối rượu trong ban khai tiệc cho buổi tiệc tân hôn ngày hôm nay. Và mời cha mẹ đôi bên sẽ ở lại sân khấu để lát nữa đây nhận đồ từ phía hai con. Có nước ngọt, chúng ta hãy cùng hướng về sân khấu để chúc mừng ngày họ chúng tôi. Mời chúng ơi, họ chúng ta tiến lên phía trước và bắt đầu cụng ly. Tất cả vị nâng ly lên, xin mời chúc mừng. 1, 2, 3. Mời bạn thân ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dấu để quý, để mừng cho ai có cánh. Chúc cho tình thông gia họ luôn luôn được thắt chặt tình nghĩa, và tình thông gia thì ngày gần bên nhau, giống như dân gian câu nói thông gia ngày càng gần. Nghi thức ra bắt chu hôn hai họ xin được khép lại. Mời chúc quay họ chúng ta bắt tay nhau và trở về bàn tiệc để cùng chung vui với tiệc với những vị khách quý. Quý vị, sau đây mời tất cả quý vị chúng ta cùng chào đón chú ông họ chúng tôi đến đây cùng năm đi để chúc mừng. Lòng rối bời để anh được thấy em luôn mỉm cười, và hãy luôn siết chặt tay nhé, mà khó khăn cùng đương đầu, một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Chờ em cuộc đời mãi sau. I do love you, yes I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do. Cause I love you, love you. I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something new. I'll be waiting till I hear you say I do. We're shining like a diamond, just look at us now.
cứ thẹn thùng mà trong lòng vui như hoa. Hai bên gia đình cười tươi vui đón nàng dâu, buôn hoa khoe sắc thắm tươi vui đón em về nhà chồng. Sợi chỉ hồng đã sẽ duyên cho họ thành phu thế, kết thăm môi duyên tình này tròn kiếp vẫn mãi không rời. Rượu nồng này cưới gấm hoa chúc cho hai người luôn lấy nhau không xa rời, kết thành hoa dài lâu. Màu hồng này hạnh phúc ta có nhau đến bạc đầu, lời thề này trăm năm minh chứng cho đôi tình nhân. Nụ cười rạng rỡ ấp e đôi môi tươi hồng, hôm nay em đi theo chồng canh thiệp mừng vô quý. Kìa kìa đàn em báo xuân sang có tin mừng, vậy là đầu năm sau sẽ có thêm thành viên. Là bạn hẹn năm ly cùng cho đôi trẻ, hôm nay là ngày cưới nên ai cũng vui vẻ. Một ly tôi cầu chúc cho hai bạn đang lâu bắt đầu, một ly tôi cầu chúc cho tình thông gia mãi bền lâu. Sẽ ta mối duyên này khi ta hồng đã kết nối, cánh đẹp hồng trao tay cho họ được thành đôi. Họ hẹn vui mừng cho đám cưới được từng mừng, tiếng cười rộn rã bao khó khăn đã vượt qua. Bên đây là chú rể đang thẹn thùng e ngại, bên kia là cô dâu mặc váy cưới đẹp như sương mai. Má hồng môi tắm e ấp bên chàng rượu tiền say đắm, nâng áo cho nàng tay nắm tay bước vào nhà làm lễ. Ông bà xuống vui mừng khi năm nay có thêm chàng rể, cánh én tưng bừng ríu rít vui ca, rồi năm sau có thêm đứa trẻ nên vui này được nhân ra. Hai bên gia đình cười tươi vui đón nàng dâu, buôn hoa khoe sắc thắm tươi vui đón em về nhà chồng. Sợi chỉ hồng đã sẽ duyên cho họ thành phu thế.
Bên nhau từng phút với nhau, và ta sẽ quên đi thôi.